Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với thị xã Hương Trà về tình hình kinh tế xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi thủy điện trước mùa mưa bão luôn là vấn đề cấp thiết đối với các địa phương, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp. Đưa võ cổ truyền vào giáo dục phổ thông tạo ra những nét mới lạ hấp dẫn cho học sinh rèn luyện thể chất. Nội dung phản ánh sẽ có trong một khoảnh khắc Ngày Mới sáng nay. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Huế Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Vừa rồi là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 8. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung đánh giá bội chi quỹ bảo hiểm y tế và công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ trì buổi làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, những năm qua, công tác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt nhiều kết quả tích cực. Độ bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng từ 85% năm 2013 lên trên 98% tính đến thời điểm tháng 6 năm 2018. Kết quả thu bảo hiểm y tế hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao và năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn chưa thể đạt được khi những năm gần đây Thừa Thiên Huế thường bị âm quỹ. Cụ thể, trong năm 2016, tỷ lệ sử dụng vượt quỹ là 54%, còn số này của năm 2017 là 47%. Dự ước năm nay cũng vượt ở mức tương đối cao. Một số nguyên nhân dẫn đến vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh là do mệnh giá thu bình quân của thẻ bảo hiểm y tế của tỉnh thấp. Trên địa bàn tỉnh có bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện bộ ngành thu hút bệnh nhân từ nhiều địa phương khác đến làm gia tăng chi phí điều trị. Từ thực tế tình hình tại địa phương, tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đề nghị Trung ương cần căn cứ thực tế tại Thừa Thiên Huế để xây dựng và giao dự toán hợp lý, cũng như có kế hoạch giao dự toán sớm để giảm áp lực cho địa phương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời có các văn bản hướng dẫn những vấn đề liên quan, tạo điều kiện trong công tác phối hợp thực hiện và thanh quyết toán trong tình hình vượt dự toán như hiện nay. Chia sẻ với những nguyên nhân dẫn đến vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh cùng những kiến nghị từ địa phương, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành cùng đề nghị Bảo hiểm xã hội phân tích làm rõ nguyên nhân. Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, lưu ý Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế cần chủ trọng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường quản lý nhà nước trong thực thi các chính sách về bảo hiểm, đẩy mạnh sự phối hợp với các ngành chức năng trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng lưu ý ngành y tế quản lý tốt việc chuyển tuyển bệnh nhân, công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng trong chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi làm việc giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với thị xã Hương Trà về tình hình kinh tế xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc của thị xã Hương Trà cho biết, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm của thị xã đã có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 13,8%, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 19,6%, thu ngân sách trên 126 tỷ, đạt 51% dự toán. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đặt ra, đó là lĩnh vực du lịch dịch vụ chưa phát triển đúng tiềm năng, chưa thực hiện mô hình liên kết trong phát triển nông nghiệp nông thôn, chưa có giải pháp xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lộ trình xây dựng nông thôn mới còn chậm. Lãnh đạo thị xã Hương Trà đã kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan một số vấn đề như quan tâm sớm cho thị xã trong việc huy động các hình thức đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối Hương Trà và thành phố Huế và các huyện lân cận như đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hoàng nối dài, hỗ trợ thị xã giải quyết các thủ tục để nhanh tiến độ dự án khu dân cư Tử Hà Hương Văn, khu dân cư đô thị Hương Vinh, hỗ trợ nguồn vốn ODA cho các chương trình xây dựng đô thị. Đầu tư hạ tầng thiết yếu cho cụm công nghiệp Tử Hà, có cơ chế chính sách đầu tư từ nguồn ngân sách để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn. Năm 2019, thị xã Hương Trà đã đưa ra 18 chỉ tiêu cần tập trung thực hiện với nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung 3 chương trình trọng điểm là chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển dịch vụ du lịch, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh mục tiêu của buổi làm việc là rà soát và lấy ý kiến từ các sở ban ngành và là cơ hội để thị xã Hương Trà có những định hướng và giải pháp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch cho rằng Hương Trà là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh nhưng chưa khai thác được. Địa phương vẫn còn rất lúng túng, khó khăn để phát triển. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo thị xã Hương Trà rà soát lại hơn 2 năm thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương và kế hoạch cho 5 năm tới. Theo đó, Hương Trà phải tập trung đánh giá những yếu kém còn tồn tại để tìm giải pháp phát triển. Phải đổi mới tư duy và hành động, áp dụng phương châm để kết nối 3 đô thị phát triển Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế để thúc đẩy đô thị Huế phát triển. Bản thân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phải trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố Huế, thiên tai đã làm 3 người chết và gây ra thiệt hại về tài sản gần 28 tỷ đồng. Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai trong năm nay, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Huế xác định tại hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 được tổ chức vào chiều qua. Nhận định tình hình thiên tai năm 2018, số lượng các cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tương đương hoặc nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó, tình hình diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành liên quan và 27 phường tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện các phương án chủ động phòng chống ứng phó với thiên tai, đặc biệt là bổ sung phương án ứng phó bão mạnh và siêu bão, xây dựng phương án phòng tránh lũ lớn, sạt lở đất, ngập úng, quản lý đầu tư, đẩy mạnh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án công trình trọng điểm về phòng chống thiên tai để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố còn giao nhiệm vụ cụ thể cho một số phường ở các vị trí sung yếu, xây dựng phương án sơ tán người dân sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn khi có mưa bão, bố trí phương tiện và lực lượng ứng cứu 24/24 giờ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Thưa quý vị, công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện trước mỗi mùa mưa bão luôn là vấn đề cấp thiết đối với các địa phương, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp. Thừa Thiên Huế là địa phương có số lượng hồ đập khá lớn trên địa bàn. Công tác này đã và đang được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình ngay từ thời điểm trước mùa mưa bão về. Phản ánh của phóng viên Huế Ngày Mới về công tác này của địa phương. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 56 hồ chứa thủy lợi, 6 hồ thủy điện đã đưa vào vận hành với dung tích khoảng 2 tỷ mét khối, công suất lắp máy 330,2 MW. Nhìn chung, các chủ hồ chứa chấp hành khá tốt các quy định về quy trình vận hành, đảm bảo an toàn hồ đập và đều có phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng cập nhật bổ sung phương án cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du, phương án đảm bảo an toàn hạ du và phương án cứu hộ. Qua kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa ở Thừa Thiên Huế thì chúng tôi đánh giá là địa phương cũng đã rất là tích cực, rất là chủ động, cũng đề ra một số những cái giải pháp để mà đảm bảo an toàn đập hồ chứa trên địa bàn. Tuy nhiên là trước cái tình hình biến đổi khí hậu và mưa lũ cực đoan thì chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là cần phải rất quan tâm đến vấn đề làm thế nào chúng ta phải chuẩn bị các phương án để mà tính toán kỹ để là có cái điều hành hồ chứa một cách hợp lý. Một mặt là phải đảm bảo an toàn cho đập, thứ hai là phải đảm bảo là không xả lũ để mà gây ngập lụt nhân tạo hạ du. Theo quy định, các hồ chứa thủy lợi và thủy điện đều bắt buộc phải xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp khi có sự cố vỡ đập. Tuy vậy, đến nay mới chỉ có thủy điện A Lưới có phương án này. Hiện trên địa bàn tỉnh còn hơn 30 hồ chứa thủy lợi nhỏ do các đơn vị chuyên ngành và cấp huyện, cấp quản lý. Vì vậy, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải lưu ý quan tâm đối với số hồ này, nhất là trong mùa mưa lũ. Chúng tôi có thể nói là rất lo lắng là về cái tính an toàn của những hồ chứa nhỏ. Thì để mà đáp ứng được đúng yêu cầu như thế này thì chúng tôi đề nghị địa phương là một mặt cần phải thường xuyên tổ chức kiểm tra rà soát về cái thực trạng an toàn hồ trên địa bàn. Trong đó là cần phải phân loại để mà chúng ta lên một cái kế hoạch tổng thể, kể cả trước mắt và lâu dài, để mà bố trí kinh phí đảm bảo an toàn của công trình hồ đập. Đặc biệt chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là cần phải chủ động bố trí kinh phí của địa phương để mà nâng cấp, đảm bảo những cái công trình cũng như những cái hạng mục công trình mà đã hư hỏng xuống cấp. Trước đó, tại buổi làm việc với các sở ban ngành và các chủ hồ đập công trình thủy điện, thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các chủ hồ, chủ đập phải tuyệt đối tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không được chủ quan. Nếu có tình huống khẩn cấp thì công tác ứng phó sẽ như thế nào? Không nói lý thuyết, phải có giải pháp xử lý và kiến nghị cụ thể nhằm ứng phó hiệu quả và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra. Hiện nay thì tất cả các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có những phương án phòng chống bão lũ ở tại hồ cũng như phương án phòng chống bão lũ ở tại khu vực hạ du. Thì qua vận hành nhiều năm thì các phương án này đều phát huy tác dụng. Và tôi thì nghĩ rằng tất cả các hệ thống hồ đập trên địa bàn Thừa Thiên Huế đều sẵn sàng để ứng phó với mùa lũ 2018. Tuy nhiên, cái việc thiên tai, thời tiết và những sự cố bất thường của thiên nhiên thì chúng ta không thể chủ quan, có những sự cố không lường trước. Cho nên thông qua cuộc họp vừa rồi thì tỉnh đã chỉ đạo các chủ hồ, chủ đập cùng với các địa phương cần phải rà soát rất kỹ và có những phương án diễn tập để sẵn sàng ứng phó với những phương án xấu nhất trong mọi tình huống thời tiết có thể xảy ra. Về thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông mặc dù đã có phương án nhưng phải diễn tập để khi có sự cố bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Vấn đề đặt ra hiện nay là một số tuyến đường giao thông ngầm cống chưa đảm bảo khi có sự cố. Các địa phương phải lập ngay dự án để tỉnh tìm kiếm nguồn vốn đầu tư và các chủ hồ, các doanh nghiệp phải chia sẻ trách nhiệm thực hiện các dự án này. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức hội nghị tổng kết dự án ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2017 và khởi động dự án giai đoạn 2018-2019. Kết quả nổi bật của dự án trong 4 năm qua là tổ chức 10 lượt đón 39 trẻ bỏ học lao động sớm trở về, trợ cấp tiền sinh hoạt cho trẻ được hồi gia và có nguy cơ lao động sớm. Có khoảng 500 lượt gia đình được tặng quà với tổng trị giá 200 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán. Hỗ trợ học phí vào dịp khai giảng cho hơn 1.000 lượt trẻ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Dự án cũng đã hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo môi trường an toàn cho trẻ như xây dựng nhà vệ sinh, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho trẻ. Với nhiều hoạt động thiết thực, dự án đã tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ em, đóng góp vào mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch công tác bảo vệ chăm sóc trẻ của tỉnh. Giai đoạn 2018-2019, dự án sẽ tiếp tục triển khai trên 14 địa bàn xã của hai huyện Phú Vang và Phú Lộc, hỗ trợ đưa trẻ về gia đình tại hòa nhập, trẻ em có nguy cơ di cư tự do, nâng cao kỹ năng, năng lực cho lãnh đạo cấp tỉnh, địa phương, cộng đồng, thực hiện các hoạt động nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ đã từng di cư lao động sớm, các trẻ có nguy cơ, gia đình các em và cộng đồng. Tại huyện miền núi A Lưới, An Ngò là xã đầu tiên của huyện được đầu tư và triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã An Ngò được đầu tư nâng cấp trên cơ sở bộ phận một cửa trước đây. Ngoài cơ sở vật chất đã có, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã được đầu tư thêm một số trang thiết bị cần thiết, bố trí đủ số lượng cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực. Triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính. Sau xã An Ngò, thời gian đến, huyện A Lưới sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 9 xã trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông vừa tổ chức lấy ý kiến của tiểu thương chợ Khe Tre về phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển và thu hút nguồn đầu tư cho chợ, cũng như xây dựng hạ tầng thương mại trên địa bàn. Chợ Khe Tre nằm ở trung tâm huyện, là đầu mối các hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay có 380 hộ kinh doanh với hơn 10 ngành hàng. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông xây dựng phương án và lấy ý kiến tiểu thương chợ Khe Tre chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ theo hình thức giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý. Theo đó, sau khi chuyển đổi chợ sẽ được xây dựng chợ theo hướng văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm. Các mặt hàng được sắp xếp bố trí phù hợp từng ngành hàng khu vực. mức thu phí duy trì ổn định hết năm 2018. 3 năm tiếp theo có thể tăng giá thuê lô, vị trí so với giá trước khi chuyển đổi. Từ năm thứ tư trở đi, có thể điều chỉnh tăng giá thuê lô, quầy, kiosk, nhưng mức tăng theo quy định và được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân huyện. Qua thảo luận và lấy ý kiến, phần lớn tiểu thương chợ Khe Tre đều thống nhất theo phương án thành lập hợp tác xã. Tin thể thao, chiều qua giải bóng đá mini khối đội chính lần thứ 12 năm 2018 do Sở Tư pháp tỉnh đăng cai tổ chức đã được khai mạc tại Trung tâm Thể thao tỉnh. Giải được tổ chức chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giải đấu năm nay có 4 đơn vị tham gia gồm Sở Tư pháp, Liên quân Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tranh giải nhất, nhì, ba. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức sẽ trao các giải cá nhân gồm vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và đặc biệt là giải cho vận động viên cao tuổi nhất giải nhằm động viên tinh thần luyện tập thể thao của mỗi đơn vị. Trải qua 11 lần tổ chức, giải bóng đá mini khối nội chính đã trở thành một sân chơi thường niên cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các đơn vị trong khối nội chính, từng bước tạo được hiệu ứng tích cực, tăng cường tình đoàn kết và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, qua đó nâng cao sức khỏe để phục vụ tổ công tác chuyên môn ở mỗi cơ quan đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, việc đưa võ cổ truyền Việt Nam vào giáo dục phổ thông được thực hiện trong những năm qua theo đề án phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đã được Chính phủ phê duyệt. Qua những năm triển khai vừa qua, việc giảng dạy võ cổ truyền dân tộc rất được các em hứng thú đón nhận. Không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, rèn luyện đạo đức mà còn giúp các em thấy được giá trị tinh hoa của võ thuật Việt để cùng luyện tập và gìn giữ, đóng góp cho sự phát triển của nền võ thuật Việt Nam. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều trường học đưa võ cổ truyền vào hoạt động giáo dục thể chất, đã tạo ra những nét mới lạ hấp dẫn cho học sinh rèn luyện thân thể. Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong một khoảnh khắc ngày mới sáng nay. Đây là một buổi thi lên đài của bộ môn võ cổ truyền Thiếu Lâm Vạn An tại trường tiểu học Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. Sau 6 tháng tham gia lớp học võ cổ truyền Thiếu Lâm Vạn An, hôm nay là một sự kiện rất quan trọng đối với hơn 40 võ sinh sẽ tham dự thi lên đài. Cháu rất hồi hộp, cháu cảm giác rất run khi gặp các run. Cháu cảm giác mẹ thầy dạy rất tốt, thầy rất chặt, thầy rất chỉnh chu, thầy giúp các cháu nâng cao được sức mạnh. Với mục đích là để cho các em giữ gìn cái truyền thống võ thuật cổ truyền, là cho nên là riêng bản thân tôi là võ sư cũng là huấn luyện viên môn phái Thiếu Lâm Vạn An, chúng tôi đưa vào 3 câu lạc bộ. Bây giờ thế hệ của chúng tôi cũng là kế cận và tiếp nối để truyền bá lại những cái tinh hoa cái võ thuật của võ phái Thiếu Lâm Vạn An cho các em sau này nó có một cái truyền thống vừa là rèn luyện trí lực, thể lực và đạo đức tác phong của cho các em và càng ngày sau nữa để phát triển rộng rãi. Hiện nay có khoảng 200 võ sinh bộ môn võ cổ truyền Thiếu Lâm Vạn An hiện đang sinh hoạt tại 3 câu lạc bộ tại các trường tiểu học Thủy Dương, tiểu học Thủy Châu và trung học cơ sở Phú An. Đây cũng là những câu lạc bộ ra đời và đi vào hoạt động gắn liền với thời điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và đưa võ cổ truyền Việt Nam vào chương trình giáo dục thể chất trong các cấp học phổ thông từ năm học 2015-2016. Võ cổ truyền là môn cương nhu phổ triển. Do vậy, bên cạnh rèn luyện cho các môn sinh sức mạnh, nhanh, bền, các đoàn thể mang tính nghệ thuật cao, nên các võ sinh rèn luyện được sự dẻo dai, mềm mại. Việc đưa võ cổ truyền vào học đường không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe một cách đơn giản nhất, mà còn hướng các em có được sự tự tôn dân tộc và tinh thần tôn sư trọng đạo. Võ giúp cháu rèn luyện thể lực về tự bảo vệ cho bản thân, hay dạy giúp để giúp đỡ mọi người, rèn luyện về đạo đức và ý chí tinh thần để nâng lên trong học tập cuộc sống. Khuyến khích cháu là mình nên học, thứ nhất là con học để bảo vệ bản thân, thứ hai là rèn luyện sức khỏe cho con, và như vậy là cháu cũng tiếp tục đi học. Bây giờ thì thấy cái biểu hiện của cháu về đạo đức, lối sống thì thấy cũng có khá hơn so với khi mình chưa tham gia. Võ cổ truyền là môn thể thao không những mang lại sức khỏe mà còn giúp người học có khả năng tự vệ trước các mối đe dọa tiềm tàng. Đây là điều kiện tốt giúp học sinh có nơi học tập, rèn luyện, nâng cao sức khỏe, từ đó hạn chế tệ nạn xã hội. Đặc biệt, từ các lớp võ phong trào ở trường học đã góp phần phát hiện những tài năng để bổ sung cho đội tuyển võ thuật cổ truyền của tỉnh nhà. Kết thúc chương trình Huế Ngày Mới sáng nay là thông tin thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng phía nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 4 nên gió mùa Tây Nam ở phía nam tiếp tục hoạt động mạnh, trời nên thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.